Anh em lưu ý lắp lưỡi cho mình, phải lắp làm sao cho cái mép của lưỡi bằng trong của mũi. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của hệ thống phân phối Vinachi. Nhân dịp đầu xuân 2022 thì mình xin gửi lời chúc đến toàn thể anh em một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Qua dịp Tết Nguyên Đán thì có một số anh em vẫn còn đang đi du xuân, một số anh em thì bắt đầu vào trong sản xuất công việc của mình. Thì trong video hôm nay mình xin giới thiệu tới anh em một bộ sản phẩm trục xoay chỉ chế kèm lục lăng và mũi chế thép gió đang hệ thống phân phối Vinachi cung cấp. Bộ sản phẩm này sẽ giúp anh em cải thiện trong công việc của mình, giúp anh em có thể tạo ra những đường xoay có độ tinh tế, độ sắc nét trên những mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ, sản phẩm nội thất của anh em. Còn về cách lắp đặt ra sao, cách xoay như thế nào thì anh em sẽ cùng mình đi trải nghiệm thực tế. Anh em lưu ý nhớ phải xem hết video để có thể hiểu rõ hơn. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp lưỡi vào trong cữ. Về phần của lưỡi thì có đa dạng các loại kích thước lưỡi khác nhau để anh em có thể lựa chọn phù hợp với công việc của mình khi sử dụng. Thì mình sẽ chọn một lưỡi kích thước mã số 6. Anh em lưu ý lắp lưỡi cho mình, phải lắp làm sao cho cái mép của lưỡi bằng trong của mũi. Sử dụng lục lăng siết thật chặt. Cữ của lưỡi thì sử dụng cốt trục 6,35 nên là phù hợp với tất cả những dòng máy xoay nhỏ có cốt trục 6,35. Khi mà anh em muốn lắp trên máy to thì anh em phải dùng cốt thu 6,35 sang cốt 12.7. Vào đây giờ mình sẽ lắp vào chiếc máy xoay tay có cốt trục là 6,35 để trải nghiệm thực tế cho anh em xem. Và bây giờ không phải để chờ đợi lâu, anh em sẽ cùng mình đi trải nghiệm thực tế. Vừa xong thì anh em đã cùng mình đi trải nghiệm bộ sản phẩm trục xoay chỉ chế kèm lục lăng và mũi chế thép gió, giúp anh em có thể tạo ra những đường chỉ có độ sắc nét và hiệu quả cao trong công việc. Sản phẩm này sẽ giúp anh em tạo ra mọi đường chỉ kích thước mà anh em mong muốn, vì mũi chế thép gió có đa dạng các loại kích thước khác nhau để anh em có thể dễ dàng lựa chọn phù hợp với công việc của mình. Anh em có thể thay tháo lắp một cách đơn giản nhất. Cái thứ hai là trục chế mũi xoay này sẽ giúp anh em cua những đường chỉ xoay trên những mặt hàng đồ gỗ nội thất cong, những sản phẩm nội thất của anh em mà những chiếc mũi khác không thể nào làm được. Anh em thợ mà quan tâm chú ý tới sản phẩm này thì anh em thể nhấn trực tiếp vào đường link ở dưới phần mô tả để đặt hàng. Ở trong đó thì có đầy đủ các kích thước, mẫu mã sản phẩm, ngành mọc để anh em thể lựa chọn phù hợp với công việc của mình. Thứ hai là anh em thể để lại số điện thoại dưới phần bình luận, nhân viên sẽ tư vấn và giải đáp hỗ trợ những thắc mắc của anh em. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Anh em nhớ like, bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ hệ thống phân phối Vinachi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.